chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái dự án có tên là Migranes. Đây là một cái dự án nhập cư toàn cầu được thúc đẩy bởi AI và blockchain. Hiện tại thì là cái dự án Migranes này đang sắp chuẩn bị EL trên IDAP vào ngày 16 tháng 5 năm 2019. AI này đánh giá điều kiện của bạn và cung cấp cho bạn các đề xuất miễn phí, truy cập vào các quy định cập nhật điều kiện tiên quyết cho các ứng dụng và các chuyên gia nhập cư đã được xác minh trên một hệ sinh thái blockchain an toàn duy nhất, và tất cả điều này với giá thấp hơn 90% với phí truyền thông. Nền tảng di chuyển AI đầu tiên trên thế giới. Đây là cái video giới thiệu về dự án của họ. Introducing world's first AI blockchain migration platform, Migranet. Migranet presents a one-stop solution to migrants and accredited migration practitioners by automating the process of migration applications. It also hiện tại thì có những cái bạn xem là bằng tiếng Trung này, tiếng Nhật này, tiếng Hàn và tiếng Nga. Đó. Là việc di chuyển bị gián đoạn sửa chữa nó này. Hiện tại thì là chúng tôi tin rằng này, mọi người đều có quyền sinh ra để chọn nơi nào trên thế giới gọi là nhà, hoàn toàn tự do và an toàn, nhân phẩm. Thay vào đó, mỗi năm hàng triệu người di cư và người tị nạn từ bỏ một cuộc sống tốt hơn vì quan liêu, lệ phí không công bằng và các hành vi gian lận. Đây là nơi Migranet đến. Có những cái tính năng là đánh giá miễn phí, ý kiến chuyên môn của các chuyên gia pháp lý được chứng nhận của chúng tôi và miễn phí 100%. Về mức độ an toàn, tất cả các tác nhân di chuyển, tài liệu và định danh sinh chắc học đều được kiểm tra và bảo mật trên blockchain. Về 90% chi phí ít, thường trú với giá $500, tạm thời $150 và lệ phí dành riêng cho người tị nạn. Về những cái vấn đề xảy ra là vì nếu tìm đúng nơi để thiết lập không đủ khó, người di cư phải thường xuyên đối mặt với các trò gian lận bằng băng đỏ và các trở ngại tài chính. Về các quốc gia là quyền của quốc gia này, giải pháp tốt nhất cho giáo dục và kỹ năng sở hữu và nhu cầu của anh ấy là gì, gia đình họ. Về thực hành, người di cư thường là nạn nhân của những kẻ lừa đảo, luật sư giáo giãn và đại lý di cư. Về quyền hạn, các chuyên gia di cư trung thực có giá hàng ngàn đô la và các hệ thống xử lý muộn thường phải chịu các khoản phí lặp đi lặp lại. Về hệ thống thanh toán, thẻ tín dụng không có sẵn, tỷ giá hối đoái cao, sự chậm trễ trong việc chuyển tiền và lãi suất hàng cao, ngân hàng cao. Về cái giải pháp, nền tảng Migranet cung cấp tính minh bạch, chính xác và trách nhiệm với chi phí thấp hơn phí truyền thông. Việc đánh giá của IA này, các thuật toán xác minh thông tin đăng nhập, phân loại và đề nghị các nước sở tại ngừng nhập cư. Về blockchain, hợp đồng thông minh tích hợp sẽ cung cấp sự bảo vệ cho người di cư chống lại gian lận, hành vi sai trái và xuyên tạc. Về ID biometric để đảm bảo an toàn cho người tị nạn và duy trì tính bảo mật cho danh tính của bạn, đầu của họ, ban đầu của họ. ID sinh chắc học được chỉ định sẽ không bao giờ gồm tên hợp pháp, ngày sinh và quốc gia xuất xứ, mà chỉ có mã mâm được mã hóa. Get toàn minh và thông báo sử dụng mật mã sẽ được sử dụng để thanh toán các dịch vụ trên nền tảng Migranet. Và nó hoạt động như thế nào này? Đối với người đi di cư này, sinh viên và tổ chức phi chính chủ, thứ nhất là bạn cần chứng minh ứng viên nhập thông tin của họ, lịch sử chuyên nghiệp, nước xuất xứ, ngôn ngữ nói và giáo dục. Thứ hai là chọn các thuật toán trí tuệ nhân tạo được đưa ra các tùy chuẩn khả năng khả thi nhất có sẵn cho việc di chuyển tiềm năng, tùy thuộc vào ý định của người di cư, có thể là giáo dục, công việc, du lịch hoặc thường trú. Người di cư cũng có thể tự chọn quốc gia nếu họ đáp ứng các yêu cầu. Và việc áp dụng, một khi người di cư đã chọn quốc gia của mình chọn,
thì anh ta yêu cầu các trạng thái mong muốn như là lệ phí ra khỏi danh mục đầu tư, MIG 500 đô cho hộ khẩu thường trú, 150 đô cho tất cả các hình thức di chuyển khác, Migranet xử lý yêu cầu và làm việc với các bên liên quan ở quốc gia để hoàn tất các thủ tục đăng ký. Đấy, đây là những cái lợi ích và cách hoạt động của cái dự án Migranet đấy nhá. Hiện tại thì là còn mấy lần nữa, IELTS các bạn nhớ chú ý nhá. Xin cảm ơn, chào tạm biệt các bạn.